Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Có vận trình được bề trên ban phúc, xua tan vận hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộc trời ban xuống, tiền bạc ùa về, tuổi canh thân sinh năm 1980, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch, liên tục trúng số, 100 tỷ cầm tay đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, tiền vàng nhét chật két, giàu có đến già. Đầu tiên, xét về cung mệnh tính cách cuộc đời tuổi canh thân sinh năm 1980. Người tuổi canh thân sinh năm 1980 có đức tính chăm chỉ, chịu khó là một trong những nét nổi bật của con giáp này. Nhờ tinh thần hiếu học cùng trí tuệ thông minh bẩm sinh, họ có được vốn kiến thức sâu rộng, tài trí và óc phán đoán nhanh nhạy, giúp họ luôn chủ động trong công việc. Tuy nhiên, cũng có một số người tuổi canh thân quá cẩn trọng và thường chỉ biết thỏa mãn với những thành tựu nhỏ ban đầu mà không biết nhìn xa trông rộng. Điều này có thể sẽ khiến cho họ mất đi những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Nếu có sao tốt tương trợ trong cung mệnh và luôn phấn đấu vươn lên thì họ sẽ sớm có được thành công trong sự nghiệp. Ngược lại, nếu không được sao tốt tương trợ, không biết kiên trì vượt khó vươn lên thì cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn. Về tính cách, người tuổi canh thân thông minh lanh lợi, có tài ăn nói, song tính cách có phần nóng vội và cố chấp. Nhờ có lòng tự tin, dám nghĩ dám làm nên canh thân có thể trở thành người khởi nghiệp thành công. Có điều, tính tình vẫn chưa đủ độ chín chắn, cậy mình thông minh mà nghĩ ra đủ chiêu trò mưu mẹo, nên đôi khi thông minh phản thông minh, tự mình gây họa cho mình. Những người tuổi canh thân giàu trí tiến thủ, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh, họ sẽ thích nghi và đem tới lợi ích cho nhiều người, vươn lên sinh tồn trong điều kiện khó khăn. Chắc chắn là bản lĩnh của họ rất cao. Tâm lý lạc quan nhìn cuộc đời bằng bầu trời xanh cao và hy vọng. Họ tự tin vào bản thân và cuộc sống, tràn đầy niềm yêu đời kiêu hãnh. Năng lực của người tuổi canh thân có những đóng góp quan trọng đối với người khác. Họ có thể hợp tác với người khác để cùng nhau kiếm tiền, nhưng cũng đừng mong đợi sự trung thành từ họ trong một lợi ích chung. Những người thường khi hợp tác với người tuổi canh thân cần phải nhạy bén mới có thể kiểm soát được những chú khỉ ma lanh này. Người sinh năm canh thân có thời niên thiếu rất vui tươi, hạnh phúc. Trước tiên bạn có một gia đình rất hạnh phúc, có sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ dành cho mình là bất tận. Đối với bạn thời niên thiếu tuyệt vời, tất cả đều không có gì buồn phiền, lo lắng. Nhưng bước vào tuổi thanh niên, sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Nó bắt nguồn từ tính cách của chính bản thân bạn. Bạn coi mình là số một, hoạt bát, nghịch ngợm, thích sinh sự và tính tình đa nghi, hay suy nghĩ. Đến khi về già, nói chung, cuộc sống của bạn rất thanh bình, tuy nhiên bạn lại thường nhìn về quá khứ, đắm mình trong hoài niệm để tìm kiếm những năm tháng đã trôi qua, vì thế đôi khi sẽ cảm thấy cô đơn. Họ là tuýp người giỏi giao tiếp, giỏi xoay sở, để thích nghi với môi trường, có khả năng đoán biết được ý nghĩ của người khác, vì thế họ có khả năng điều khiển, quản lý người khác rất tốt. Họ là những người sở hữu sự quyến rũ, vui vẻ và tinh nghịch, chỗ nào có mặt những người này thì chỗ ấy sẽ không có sự tẻ nhạt, buồn chán. Trong cuộc sống, những người tuổi canh thân thường tìm kiếm những thú vui mới lạ. Đối với họ, sống chung với sự đơn điệu đồng nghĩa với sự tự sát, họ thích một cuộc sống sinh động nhiều màu. Những người tuổi canh thân thường là những người hay tò mò, thích tìm hiểu, họ luôn là người đem tới niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh, nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, họ nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi canh thân giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ nhiều mối quan hệ mới.
nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh và buồn chán. Cuộc sống năng động luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Bạn truyền cảm hứng, cuộc sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người xung quanh. Họ có tư duy nhanh nhạy và một tâm hồn khá lãng mạn, tinh tế. Tuy nhiên, một số người này lại hay làm việc theo cảm hứng. Sự thiếu tập trung thường xuyên là điều khó tránh khỏi. Đôi khi nó cũng kéo theo sự thiếu cẩn trọng, ảnh hưởng không tốt tới công việc. Nhưng nếu biết khơi gợi sự hứng thú đúng lúc, hết hợp với tinh thần không ngại khó khăn, thử thách, thì đây là một ưu điểm lớn nhất của người tuổi Canh Thân. Theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng một người theo ý tưởng mới luôn bị coi là kẻ lập dị, cho đến khi anh ta thành công. Điều này ứng với Canh Thân, vậy nên mạnh dạn mà lựa chọn con đường mới mẻ mà trời ban cho. Đôi khi nó là cơ hội, lắm lúc nó là cơ may, nhưng nhiều thời điểm người khác nhìn vào lại thấy nó là tai họa. Cũng có nhiều thời điểm người khác sẽ không ủng hộ ý tưởng mới lạ của Canh Thân. Khi này đây, hãy cứ im lặng để mọi người nghĩ mình là kẻ ngốc, thay vì phải gào lên để xóa tan đi sự nghi ngờ. Đơn giản tập trung vào câu chuyện và điều bạn mong muốn thực hiện, kết quả sẽ chứng minh điều bạn muốn nói. Thành tựu là thứ duy nhất có thể thuyết phục người khác. Bản mệnh còn nhớ cái tính ngông cuồng của mình hay không? Còn nhớ cái tính không sợ trời, chẳng sợ đất, cái suy nghĩ chỉ cần mình muốn thì sẽ được, chỉ cần mình có thì sẽ thành công. Còn nhớ chăng có lúc tròn cũng có khi khuyết, nhưng dù có tròn hay khuyết, thì đã bao giờ thân này phải muộn phiền vì đánh giá của thế nhân. Ai sân kệ họ, ai ghét mặc người, sống trên đời cũng khó tránh khỏi những thị phi. Bạn cũng hiểu được rằng, một người sống trong hiện thực của xã hội sẽ phải chịu những thiệt thòi, phải chịu ủy khuất, đó là chuyện rất thường tình. Đồng nghiệp nói năng lỗ mãng khinh mạt bạn, đơn vị làm việc bất công làm thương tổn bạn, cử chỉ lời nói của lãnh đạo không nể mặt mũi bạn, hết thảy những công việc này đều không có gì đáng ngại, bản mệnh cũng đều có thể rộng lượng mà bỏ qua, đạm nhiên mà xử lý. Bản mệnh phải tự mình nỗ lực, tay trắng gây dựng cơ đồ, khi gặp thiên thời địa lợi nhân hòa thì khả năng thành công là rất cao, có thể một bước lên mây, sau một đêm có thể trở thành tỷ phú, tiền bạc đầy tay. Một trong những phẩm chất đa dạng của người tuổi Canh Thân là tính kiên định, họ rất tự tin, tự mãn về sự thông minh của mình. Họ dũng cảm và không hề che giấu đi sự tự tin ấy. Họ thành thật cho rằng không ai có thể hơn được họ. Nếu bạn hiểu rõ được họ, thì bạn sẽ không bận tâm tới những vui sướng tự hào của họ về cuộc sống, bởi đó là cách sống của họ. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, họ luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần tới sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể, tuổi Canh Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất cứ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên họ khéo léo che đi cảm xúc thật của mình để không cho ai biết. Những người tuổi Canh Thân nên đi theo con đường kinh doanh, thương mại, tài chính ngân hàng. Với tài năng và những ưu đãi đặc biệt của tạo hóa sẽ giúp họ có được những thành tựu lớn trong thương trường và con đường sự nghiệp. Tuổi này hơn người và cũng khó đoán được, bởi họ là mẫu người đa tài. Một số người trong nhóm họ sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, hội họa, trang trí sắc màu, văn chương, thơ ca. Với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh, họ sẽ có thành tích cao trên con đường nghệ thuật của bản thân. Bản chất nhân ái, yêu thương con người khiến họ đi theo con đường y dược, bảo hiểm, giáo dục, công tác từ thiện, xã hội. Tuổi Canh Thân có thể làm các ngành nghề liên quan tới mỹ phẩm, quần áo, nhà hàng, khí đốt đều giúp họ phát triển bản thân mà còn có nguồn kinh tế vững chắc, thích hợp với bản thân và cải thiện được đời sống năng lực và được nhiều người biết đến, chứ không còn bị gò bó nữa. Bản mệnh nên tránh các công việc như cảnh sát, giám đốc, các công việc có tính quyết định quan trọng. Khi tính cách của họ luôn vội vàng, hấp tấp nên cần xem xét kỹ lưỡng. Những lúc quan trọng cần có người cố vấn, chắc chắn với những quyết định đã đưa ra, không làm mất sự tập trung của họ trong công việc. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân khá tốt, khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu, nên Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay thì chớ nên tiêu xài hoang phí, mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản thì sẽ có lợi hơn. Đường tài vận của người tuổi Canh Thân nhìn chung tốt đẹp, họ khá tích cực và là người hướng ngoại.
họ thuộc tuýp người lạc quan thiên bẩm và không mấy khi phiền não vì tiền. Họ giỏi xã giao, phạm vi giao tiếp khá rộng, bởi thế họ có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên, đôi khi cũng bởi tính cách nóng vội bẩm sinh mà bạn bị thiếu suy nghĩ, qua loa đại khái, suy nghĩ thiếu kỹ càng mà khó tránh khỏi sai lầm. Bạn hãy cân nhắc về những lựa chọn của mình và một cơ hội tốt cho thành công lớn hơn. Vậy tử vi tuổi Canh Thân từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 biến động như thế nào? Vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 là một tháng đầy hứa hẹn đối với người tuổi Canh Thân. Nhiều phương diện cuộc sống của bạn đều có bước tiến triển tích cực, cốt là bạn luôn chủ động, sông sáo, càng nhiệt tình với công việc bao nhiêu thì càng thu được thành quả rực rỡ bấy nhiêu. Cục diện tam hội chắc chắn sẽ đem tới nhiều tên mừng cho người tuổi này. Thời điểm này bạn có thể mạnh dạn đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn, đừng vội hài lòng với những gì mình đang có. Bạn càng cố gắng thì kết quả càng vượt xa khỏi suy nghĩ của mọi người và kỳ vọng của chính bạn. Ngay từ đầu tháng, bạn có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Những người tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và cũng là tháng đạt phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn được đặc biệt đón nhận và giành được nhiều cảm tình, đánh giá cao của những người xung quanh. Tháng 5 dương lịch này cũng sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc. Dù đôi khi có thể bị quá tải một chút, thế nhưng nếu chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng đề cao quy trình, thứ tự, đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt, thăng tiến cao trong dịp cuối năm. Các mối quan hệ giao tiếp cũng chính là những yếu tố không thể thiếu, nhằm góp phần vào thành công của bản mệnh trong giai đoạn từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Bạn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn được quý nhân trợ lực, việc khó khăn cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn hẳn. Dịch mã cho thấy, bạn càng cố gắng, bỏ công bỏ sức ra làm việc bao nhiêu, thì thành công lại càng vang dội bấy nhiêu. Vì thế đừng ngại làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách để lười biếng. Sự chăm chỉ của bạn, ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo, để cấp trên cân nhắc phân công cho bạn những công việc trọng đại hơn, giúp khẳng định vị thế. Nhìn chung, đây sẽ là tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này. Để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có, mọi sự nỗ lực đều được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì mình đạt được. Nếu đi theo con đường học hành, nghiên cứu, thì bản mệnh giỏi nhiều môn. Nếu là công chức thì phụ trách được nhiều lĩnh vực, được cấp trên tin tưởng. Nếu là nội trợ thì đảm đang, quán xuyến được việc nhà. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi tháng 5 dương lịch năm 2024 âm lịch, thuận đa công việc hanh thông, đường tài lộc của tuổi Canh Thân cũng có khá nhiều điểm sáng trong tháng này. Có tam hội cục, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo của con giáp này. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu nhập rủng rỉnh. Với những người làm công ăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng gia tăng, bạn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra đều thu được thành quả xứng đáng thuộc về mình. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất, kèm theo một danh sách những con số, lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công là rất cao. Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức được việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Thu nhập tăng tiến, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo nhiều việc làm ăn, do dịch mã động tinh nhập mệnh. Có nhiều vấn đề cần bạn đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa nhưng nếu là cần thiết, thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa, hời hợt, vừa tốn công tốn sức, lại dễ hỏng việc. Tất nhiên, quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản. Có nhiều lúc bạn sẽ phải vất vả bôn ba, thậm chí chịu nhiều sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, hãy kiên cường, tự tin vào bản lĩnh của mình. Bạn sẽ dần dần tháo gỡ được những vướng mắc và vươn lên.
Dịch mã cho thấy, nếu là người làm công ăn lương, muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này, thì cần phải xông xáo nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Nếu còn sức lực và thời gian, đừng ngại làm thêm giờ, hay nhận thêm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ có được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Bên cạnh đó, bạn cũng có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không thích tích lũy nhiều. Vì vậy, cần phải học cách tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Công việc bận rộn, cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà tuổi Canh Thân bỏ bê, sao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình. Nhờ biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chuyện tình duyên giúp người tuổi Thân có nhiều biến chuyển tích cực. Dù là người đã có đôi có cặp hay người còn độc thân thì bạn cũng có cơ hội tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tam hội phù trợ giúp bạn nhanh chóng mở rộng được các mối quan hệ của mình và nhận thấy ai là người thực sự chân thành đối với mình. Bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc trò chuyện thường xuyên hơn. Nếu thấy người đó phù hợp với mình, hai bạn có thể tiến hành những bước xa hơn, quan hệ lứa đôi ấm lên nhanh chóng. Được tam hội cục che chở, đây là tháng hài lòng với tuổi Canh Thân, khi bạn dành được nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình, bạn bè, nhờ vậy cũng được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích, hỗ trợ của đám đông. Vợ chồng đồng lòng đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương, nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt, người độc thân lại càng có nhiều may mắn hơn. Tháng này vận đào hoa khá vượng, đây là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp, có thể một lần nữa đón không khí lãng mạn, hãy mở rộng trái tim đôn hậu, đón nhiều điều mới, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Sức khỏe của tuổi Canh Thân trong tháng mới duy trì ở mức độ ổn định, công việc bận rộn, mải mê phấn đấu với sự nghiệp và làm giàu, đa phần bạn ít có thời gian chăm sóc sức khỏe. Do vậy bạn càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là con giáp này luôn ý thức chăm sóc sức khỏe. Bất cứ khi nào có cơ hội, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bạn vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức, nên thể trạng vẫn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, không nên cố gắng quá sức, khiến cơ thể phải chịu áp lực trường kỳ. Nếu có thể, hãy rèn luyện thể dục thể thao, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, để có thể duy trì thói quen này dài lâu, bạn có đồ sợ sung sức và tinh thần tỉnh táo, để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa, cần hết sức thận trọng, nơi đất khách quê người, phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin, mà bị lừa lọc, gây nguy hiểm cho chính mình. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải chi tiết từng tuần trong tháng năm dương lịch 2024 để quý mệnh chủ tuổi Canh Thân có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tuần này của người tuổi Canh Thân có thái âm phù trợ nhân duyên, quan hệ của bạn cực kỳ tốt, đặc biệt là nữ giới, không chỉ tình yêu thăng hoa, có đối tượng hài hòa, hợp ý, mà tình bạn cũng tiến triển thân thiết, gần gũi, người thân vui vẻ, ấm áp, đồng nghiệp tương trợ lẫn nhau. Nhờ như vậy, dù gặp phải một số thử thách, nhưng con giáp này vẫn rất tươi tắn. Công việc xuất hiện ngáng trở do thương quan gây ra, tự dưng vận xui tìm đến, không gặp may, nên kết quả không được như ý. Mặc dù thất vọng, song bạn vẫn giữ vững tinh thần, hiệp trợ với đồng nghiệp và tìm cách giải quyết và cơ bản thu dọn được hậu quả, không để mọi chuyện trở nên quá tồi tệ. Quý nhân là nữ giới có khả năng đưa ra những lời khuyên, định hướng đúng đắn cho bạn, nên hãy lắng nghe, học hỏi và áp dụng sao cho phù hợp. Đồng thời, Canh Thân cũng có thể hợp tác với nữ giới lớn hơn tuổi mình, sự nghiệp sẽ khả quan hơn, tiến triển tốt hơn, ít gặp trở ngại hơn. Bạn có thể tính tới việc chuyển đổi chỗ ở, nhưng chuyển đổi nơi làm việc thì không nên. Dịch mã báo hiệu sự chuyển động, song chỉ là tạm thời, không mang tính chiến lược dài lâu. Vì vậy bạn cần suy nghĩ thật thấu đáo, đầy đủ,
trước khi đưa ra quyết định có ảnh hưởng lớn tới tương lai. Quý nhân, Thìn, Tỵ, tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn, đen, nâu. Con số may mắn, 20-58, 96. Tử vi tuần 2, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tuần mới báo hiệu, dịch mã mang tới cho người tuổi Canh Thân nhiều cơ hội đi đây đi đó để học hỏi và làm việc. Bạn có sự mạnh dạn, tự chủ và cố gắng nên sẽ được đền đáp xứng đáng. Kết quả công việc không tồi, cơ hội thăng tiến cũng có, nhưng chưa thực sự rõ ràng, cần phải tiếp tục phấn đấu dài lâu. Các phương tiện khác đều có những trở ngại, tài chính thất thoát do xuất hiện kiếp tài. Bạn thấy làm chủ các nguồn thu chi của mình, việc đầu tư vào những lĩnh vực mới hoặc chung vốn làm ăn, quyết định dấn thân vào con đường còn nhiều lạ lẫm, không phải là lựa chọn sáng suốt, nó có thể sẽ khiến bạn mất tiền. Tuổi Canh Thân gặp quả tú, tính cách cô độc và thích ở một mình, lạnh nhạt với người khác giới, đặc biệt là nữ giới có xu hướng không quan tâm tới chuyện tình cảm. Mặc dù người thân, bạn bè sốt ruột hộ, giới thiệu cho đối tượng tốt nhưng bạn lại thờ ơ, nên kết quả chẳng đi tới đâu. Do thích một mình, nên bạn có thể giải trí bằng các hoạt động có tính độc lập, kể cả làm việc cũng nên chọn phương án tự chủ, chứ không nên làm việc nhóm hay hợp tác. Do quan hệ xã giao không quá tốt, nên các mối thân tình, nhờ và đều không thể sử dụng được, tự mình giải quyết, đảm đương khó khăn. Quý nhân, Thìn, Tý, tiểu nhân, Hợi, Mão. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số may mắn, 66-15, 71. Tử vi tuần 3, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tuần này, người tuổi Canh Thân gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, do thực thần giả tạo, bạn tuy khéo léo nhưng lại có tính toán khiến đối phương không thoải mái. Đó là nguyên nhân khiến mối quan hệ của đôi bên không đủ chân thành, có rạn nứt. Con giáp này cần phải có thái độ nghiêm túc hơn với cảm xúc của mình để có kết quả trọn vẹn. Công việc nặng nề, bạn bị đùn đẩy cho những công việc khó khăn nhất, mệt nhọc nhất, làm việc rất căng thẳng. Thương quan chủ về bị tiểu nhân ngáng trở, cố tình đâm sau lưng, khiến mọi việc càng thêm tồi tệ hơn, làm bạn không hoàn thành nhiệm vụ và bị cấp trên khiển trách, rất thất vọng về bản thân. Không đạt được kết quả như ý, nên có thể tiền thưởng bị ảnh hưởng, cơ hội thăng tiến cũng không rộng mở như trước kia nữa. Lúc này phải thật bình tĩnh, nhanh chóng giải quyết vấn đề, cũng như tất cả các đầu việc trong tay, đồng thời có tính toán khôn ngoan hơn khi đối phó với những người cản đường, càng khó khăn càng phải mạnh mẽ, không được gục ngã. Thái độ và sức mạnh tinh thần chính là chỗ dựa của người này. Bạn cần tự trang bị cho mình sự bình an trong tâm hồn, không lung lay trước những tác động từ bên ngoài. Một khi tìm được sự tích cực, lạc quan và phóng khoáng, thì bạn sẽ hiểu, thử thách trước mắt chỉ là tạm thời, chuyện gì rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Quý nhân, Thìn, Mùi, tiểu nhân, Tuất, Dần. Màu sắc may mắn, trắng, xám. Con số may mắn, 58-09-72. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, tháng 5 năm 2024 dương lịch. Vận trình tuần cuối của tuổi Canh Thân trong tháng cho thấy có cát có hung, chuyện tốt tiềm tới nhưng không thể tránh được những điều không may. Âm sát chủ về âm mưu, gian trá, xảo hoạt, lừa bịp, đố kỵ, bạn cần phải thận trọng hơn đề phòng tiểu nhân có ý đồ xấu với mình trong công việc cũng như chuyện tình cảm. Công việc không quá thuận lợi, bạn sẽ gặp khách hàng khó tính hoặc đối tác không đáng tin cậy, quá trình hợp tác có nhiều trục trặc khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Người tuổi này xoay như trong chóng, lúc nào cũng phải chạy đi chạy lại, vừa tốn thời gian, lại mất công mất sức mà kết quả lại không được trọn vẹn. Có các tinh thái dương xuất hiện, vẫn có quý nhân hỗ trợ là người có tầm nhìn và giúp đỡ, chỉ bảo nên sẽ đỡ hơn một chút. Quan trọng nhất là bản mệnh phải có thái độ cầu tiến, học hỏi, dám thử thách bản thân, không ngại gian khổ. Nếu lười biếng thì số có người nâng đỡ cũng chẳng có tác dụng gì. Vận động là một trong những phương pháp giúp bạn tăng cường vận trình, cải thiện sức khỏe và vận may của mình. Thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn sẽ giúp bạn có những quyết định sáng suốt hơn, hiệu quả hơn. Hãy ưu tiên các hoạt động ngoài trời và có tính tương tác với tự nhiên. Quý nhân, Tý, Tỵ, tiểu nhân, Mão, Ngọ. Màu sắc may mắn, xám, đen. Con số may mắn, 17-95, 23. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến,
nếu đi qua đủ ba trạng thái cao nhất của đời người, số phận của canh thân sẽ thay đổi, mệnh chủ ắt có được tầm nhìn khoáng đạt, một trí tuệ bao la và tâm thái khoan dung độ lượng, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vậy theo đó, ba trạng thái cao nhất của đời người là gì? 1. Hiểu bản thân. Nhận ra những hạn chế và bắt đầu thay đổi. Người hiểu thấu yếu điểm của mình là khôn ngoan. Người không nhận ra bản thân vô tri mới là người ngu muội. Những canh thân thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy ngẫm về mình, qua đó có thể phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dần đạt tới một tầm cao mới. Nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Vương Hi Chi đã có một trải nghiệm như vậy khi còn trẻ. Ông là người rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng lại không thể tiến bộ thêm trong một thời gian dài. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của Trương Chi, một nhà thư pháp thời Đông Hán Trung Quốc. Càng quan sát và suy ngẫm, Vương Hi Chi càng nhận ra từng nét chữ của Trương Chi đều lộ ra một bầu không khí trầm ổn, bình tĩnh. Nhìn lại bản thân mình, ông mới nhận ra, khi tập luyện bản thân ông luôn nóng lòng muốn được thành công, nên tâm khí bồn chồn, không thể tập trung hoàn toàn. Từ đây, Vương Hi Chi đã thay đổi suy nghĩ, ông từng bước cải thiện cảnh giới tâm linh của mình, dồn hết tinh thần vào từng nét chữ, chứ không còn vội vàng, bất an như trước. Đó cũng là lúc khả năng thư pháp của ông bắt đầu có những bước đột phá mới, cuối cùng đạt thành tựu ghi danh sử sách. 2. Hiểu thế giới. Thuận theo tự nhiên chính là đạo lớn. Nếu một người không biết sự rộng lớn của thiên địa, của thế giới xung quanh, thì rất dễ quá mức đề cao bản thân, đi lệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên, cuối cùng chuốc lấy rắc rối. Tăng Quốc Phiên là danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với cách đối nhân xử thế khôn ngoan, nhưng ông cũng từng có thời tự cao, tự đại, đấu đá lung tung, vì cho rằng mình giỏi. Khi mới lần đầu làm quan, ông luôn nói chuyện không biết trước sau, do đó đắc tội với nhiều người. Đến nỗi khi Tăng Quốc Phiên dẫn quân đi đánh giặc, thuộc hạ dưới trướng đều thà trung thành với người khác rồi lần lượt bỏ đi. Không có tướng tài phụ tá, ông liên tiếp bại trận bị của trách nặng nề. Sau này tự suy ngẫm lại bản thân, ông nhận ra đạo lý, chuyện gì tới thì nên thuận theo, chuyện gì chưa tới thì không nên dao động, chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Khi một lần nữa trở lại với quan trường, ông hành xử khiêm tốn, ít nói, cư xử chừng mực, biết trước biết sau, nhờ vậy mà làm nên sự nghiệp lớn, tập trung vào hiện tại, thuận theo tự nhiên, không vướng bận bởi phiền nhiễu, không lo lắng cho tương lai, không tiếc nuối quá khứ, là cách sống tuyệt vời nhất. Mọi chuyện trong cuộc sống không thể đoán trước được, chỉ khi canh thân hiểu thấu đạo lý đó, giữ vững sự bình an nội tâm thì mới có thể thu hoạch thành tựu, không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng. 3. Hiểu nhân sinh. Lý giải người khác, giữ chữ thiện trong lòng. Người khôn ngoan thường giỏi nhận ra ưu điểm của người khác, hiểu thấu cả những khuyết thiếu của đối phương. Họ sẽ không bỏ qua công lao của mọi người, cũng không coi nhẹ sự đóng góp của bất cứ ai, đối xử không phân biệt và luôn đối xử bình đẳng với người khác là điều mà ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Khi canh thân đã hiểu nhân sinh, biết cách lý giải người khác thì tâm trí sẽ trở nên khoan dung, độ lượng. Tín chủ sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng một tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn rất nhiều. Có một vị thiền sư sống trên núi một mình. Một buổi tối khi đi thiền hành trở về, ông nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi chỗ ở của mình, nhưng không tìm được gì đáng giá. Vị thiền sư chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa mà không nói gì. Đến khi tên trộm chán nản quay ra, đương lúc hốt hoảng vì bị bắt gặp tại trận, thì thiền sư đã nói, đường xá xa xôi, vất vả như thế mà anh vẫn tới thăm tôi. Tôi không nỡ để anh tay không đi về. Trời đêm khuya lạnh lẽo, anh khoác tạm chiếc áo cho ấm. Nói rồi, vị thiền sư cởi áo khoác ngoài trên người, choàng cho tên trộm. Đối phương xấu hổ cúi đầu, sau đó chạy thẳng vào bóng đêm. Vị thiền sư nhìn vậy, thương cảm mà nói rằng, thật đáng thương, nếu có thể tôi muốn tặng anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường xuống núi. Vài hôm sau, khi thiền sư thức giấc và ra cửa, thì nhìn thấy chiếc áo mà mình đã cho tên trộm được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trước cửa. Ông giật mình, sau đó vui vẻ nói, tốt quá, vậy là anh đã có được cả vầng trăng sáng rồi. Cuộc sống là một tấm gương có khả năng phản chiếu. Canh thân hiểu nhân sinh thì nhân sinh hiểu tín chủ. Canh thân lý giải cho người khác thì người khác cũng sẽ khoan dung với canh thân. Lần lượt đi qua ba giai đoạn, từ hiểu bản thân, hiểu thế giới, tới hiểu lòng người khác, tín chủ đã bắt đầu thay đổi số phận của chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng
quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.